Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 17 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Chúng ta đã vừa bước qua một năm mới. Mỗi người thêm được tuổi nữa đúng không ạ? Mình thêm hay là bớt đây? Theo quý vị nghĩ, quý Phật tử nghĩ là mình thêm hay là bớt? Và chúng chính xác hay là bớt đi tuổi. Mình sống bớt đi đường tuổi rồi. Bớt đi một tuổi thọ. Đi qua một năm là bớt đi một tuổi thọ. Người ta không hiểu, người ta thấy được đi qua một năm người ta mừng là chào đón một năm mới, nhưng mà thực chất ra nếu mà suy nghiệm tức là mình đã mất đi một năm. Do đó nhìn thời gian đi, thời gian đi rất là nhanh và âm thầm lặng lẽ, mà chúng ta phải cố gắng tiết kiệm từng giờ từng phút nó trôi qua. Thời gian nó vô hình lắm, nếu như mình không cẩn thận nó đi qua, nó đi nhanh. 10 năm, 20 năm, thậm chí 6, 70 năm nó đi qua lúc nào mà không hay. Tất cả mọi việc làm hối hận có thể dừng lại được, nhưng duy nhất nếu ai không biết quý thời gian là hối hận không cứu nổi, không bao giờ cứu được. Vì thời gian không ai lôi nó đi ngược lại được hết, nó đi là đi luôn. Năm nay bước sang năm Mậu Tuất. Năm Tuất là năm con gì? Trong 12 chi, trong 61 hoa giáp của người Trung Quốc, trong văn hóa người Trung Quốc chia ra là 12 chi Tý Sửu Dần Mẹo đó, và kết hợp với 10 can là giáp Ất Bính Đinh, ra nó đang xem với nhau ra là 61 hoa giáp. Mình đi tròn một vòng hoa giáp tức là 61 tuổi. Tuổi ông là 61, nếu tuổi Tây là 60 năm. Mình đừng nghĩ rằng là năm Tuất đó là được hình tượng con chó, đừng nghĩ cái người tuổi con chó là giống như con chó, không phải vậy. Không hẳn là vậy. Tại sao có rất nhiều con vật người Trung Quốc lại không dùng để mã hóa những cái đó mà dùng một số con thôi? Vì cái đặc tính của con vật đó và cái chi đó nó gần giống nhau, rất là gần giống, gần giống chứ không giống hẳn, và đó là những con vật giống nhất. Giống như là tuổi mão, tuổi mình gọi là tuổi mèo hay là tuổi con mèo đó, người Việt Nam mình bảo là tuổi con mèo. Thực sự ra người Trung Quốc ngày xưa tuổi mão không phải là tuổi con mèo, đúng rồi, người nào biết đấy. Tuổi mão của người Trung Hoa là tuổi con thỏ. Trung Hoa ngày xưa không có mèo, hiếm mèo chứ không phải là không có, ít. Cho nên là người ta dùng con thỏ để chỉ cho cái tuổi mão. Nhưng mà về Việt Nam của mình ấy, thì nó thành ra con mèo. Việt Nam mình mèo nhiều lắm, không? Mèo bọn mèo bốn chân cũng có, mèo hai chân cũng có. Như vậy dùng cái hình tượng con chó là người ta dựa theo cái thuyết âm dương ngũ hành, mà người ta dùng cái hình tượng con vật đó so với cái chi đó, với hoa giáp đó, nó hợp nhau. Năm nay là năm Mậu Tuất, biểu tượng là con chó. Đức Phật chúng ta có bao giờ có nói về con chó không? Trong kinh Đức Phật có bao giờ nói về con chó không? Có không? Không à. Thế mà thầy có dẫn rất là nhiều câu chuyện trong kinh Đức Phật nói về con chó. Trong đó Đức Phật có một cái kinh nói về kinh con chó nữa. Ở Ấn Độ có một phái của đạo Bà La Môn tu theo hạnh con chó. Ta ngồi xổm lên đất như con chó và ngồi mãi như vậy, ngồi năm này qua năm kia, ai ngồi được càng lâu người đó được phong đó là đạo sư, tu theo hạnh con chó. Đi qua Ấn Độ sẽ thấy nó có nhiều phương pháp tu lạ lùng, vì người Ấn Độ người ta gọi là người ta đa thần giáo, ta thờ vật,
thờ núi, có thờ đá, có thờ bò, có thờ chó, có thờ rắn cũng có, nó rất nhiều thứ. Và thời Đức Phật và thời hiện tại Ấn Độ bây giờ vẫn có một số các đạo sư hành trì tu theo hạnh con chó. Nếu đi chúng ta đi trên sông Hằng và thấy có một số các vị đạo sư có đôi khi là không lõa thể, không mặc đồ và ngồi xổm trên mặt đất và ngồi 2-3 tháng sau đi qua thấy vị đó vẫn ngồi yên một tư thế như vậy, đó là những người tu theo hạnh con chó. Và Đức Phật cho rằng đó là tu như vậy là đang lún sâu vào vô minh. Cho nên có một lần gặp một đạo sư tu tu hạnh con chó, và ông to cho rằng ông tu tu hạnh con chó ông sẽ sanh được về, được làm về cõi trời, tức là về Phạm Thiên, tức là Thượng Đế. Thì Đức Phật cũng nói rằng là ông tu tu hạnh con chó thì sau khi thác bỏ thân này sẽ sanh thành làm con gì? Con chó. Tại mình sống mình đã là con chó rồi. Nhưng mà con chó nó có một cái điều đặc biệt, nó có những thứ đặc biệt mà con người mình ít có ai có được. Các con biết là gì không? Là gì? Con người mình có trung thành không? Không à? Sao rồi? Các con như thế là bi quan hơi quá. Mình nói con người không bằng thì không đúng. Có thể những người xung quanh của mình không bằng, nhưng mà không có nghĩa là con người. Thời Đức Phật có, quý vị đọc trong kinh có nói về Sa Di Quân Đề. Sa Di Quân Đề là một người chứng quả A-la-hán đầu trẻ nhất trong tăng đoàn. Sa Di Quân Đề, Sa Di Quân Đề hồi ở hiện đời là năm đó ngài Xá Lợi Phất đang đi khất thực thì nghe ở trong trong cái đống rác có con chó nó nằm, nó kêu than. Thì vì tôn giả Xá Lợi Phất là một người đã chứng quả A La Hán cho nên ngài hiểu được cái âm thanh của các loài động vật. Nghe con chó nó rên, mà ngài quán cơ duyên giữa ngài và nó có duyên với nhau, ngài mới đến. Thì thấy đến gần cái đống rác thấy một con chó bị chặt đứt cả 4 chân mà nằm ở trong đống, trong đống rác. Nguyên nhân là con, đây là một con chó hoang, nó vào nhà người ta nó ăn vụng. Nó ăn vụng quá nhiều đồ và người ta giận quá, ta mới chặt chân nó. Tôn giả Xá Lợi Phất mới đến và mới bế nó ra, đặt tay lên trên người của nó và an ủi nó. Sau đó là mới, sau đó mới chú nguyện. Chú nguyện sao đó con chó nó thác sinh. 12 năm sau, tôn giả Xá Lợi Phất đi vào trong làng, có một đứa bé nó tình một, nó thấy tôn giả Xá Lợi Phất vẫn chạy ra cúng vàng và một hai nó đòi bố mẹ phải cho nó đi xuất gia. Xuất gia xong thì khoảng chừng 3 tháng sau chứng quả A La Hán. Thì trong tăng đoàn ai cũng biết rằng là Sa Di Quân Đề tiền thân là một con chó mà được ngày Xá Lợi Phất đã chú nguyện. Mà bây giờ tại sao mới vừa đầu thai làm người lại nhanh chứng quả A-la-hán như thế? Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới kể rằng là thở quá khứ hơn 500 kiếp trước, Sa Di Quân Đề là làm một vị tăng học rộng hiểu nhiều. Hôm đó lên chính điện thì có một nhà sư tụng kinh. Vị sư này tụng kinh cái giọng nó rất là buồn cười, cho nên cái thầy này mới chê. Nó bảo nhà sư gì mà tụng kinh như chó sủa. Đây là điều mà mình phải cẩn thận. Nhưng mà lại kém may mắn cho thầy này, chê cái người này tụng kinh như chó sủa. Thì vị này là chứng quả A-la-hán rồi, nhưng mà nghiệp của vị này tiền kiếp bị vướng cái nghiệp khẩu, cho nên là vị này tụng kinh giọng rất là khó nghe. Nhưng mà vì chê một vị A-la-hán mà tụng kinh như chó sủa, phải đọa làm 500 kiếp lần chó trong địa ngục, thác sanh ra đọa vào súc sinh làm thân chó. Mà làm thân chó đói, chó hoang, chó bị người ta bỏ rơi, đói quá vào nhà ăn vụng bị chặt chân. Và hiện đời may mắn gặp tôn giả Xá Lợi Phất chú nguyện, khơi lại cái hạt giống Bồ Đề ngày xưa. Cho nên là gặp ngay thời Đức Phật
Và giữa Sa Di Quân Đề và Tôn giả Xá Lợi Phất có duyên với nhau nhiều đời, cho nên gặp nhau, có duyên với nhau, gặp nhau chú nguyện và thầy trò dìu dắt nhau, và ngay gặp Đức Phật đang tại thế nữa. Do đó cái nhân duyên tu tập nó rất là thù thắng. Do đó là tu chỉ có 3 tháng thôi là đã chứng quả A-la-hán rồi, và là một trong những vị mà có thể nói là chứng A-la-hán trẻ nhất vào thời đó, và cũng là một vị mà mang xác của Tôn giả Mục Kiền Liên về để mà đảnh lễ Đức Phật lần cuối. Sa Di Quân Đề chạc tuổi bằng với ngài La Hầu La. Thì trong kinh nói về hình tượng con chó, Đức Phật nói cũng nhiều lắm, rất nhiều. Đức Phật có nói về tiền thân của Đề Bà Đạt Đa ngày xưa cũng từng là con chó mất, trong kinh con chó. Nhưng ở con chó nó có một cái điều đặc thù gì? Nó có những thứ hay, thứ hay để cho mình học hỏi, nhưng mà nó có những thứ dở không ạ? Có không? Có những thứ gì con chó nó hơn con người không? Có không? Người bảo là hơn. Nói như thế thì mình phủ nhận như thế thì hơi quá. Hồi năm nay năm Mậu Tuất đầu năm, thầy trò chúng ta sẽ nói về chuyện con chó. Đầu năm nói chuyện con chó hay gì đó. Nếu nói trung thành, người và chó ai trung thành hơn? Rồi, các con như thế. Có phải là tất cả chó nó đều trung thành không ạ? Thế các con nghĩ có phải là tất cả chó nó trung thành không? Tùy theo con. Có con không cắn lại chủ nó như thường. Hồi bé cụ cố của thầy có nuôi một con chó, mà mỗi lần người ta bảo rằng, cái điều này quý vị để ý không, người ta bảo là có người nuôi chó rất là hiền, nhưng có người nuôi chó rất là dữ. Có con có tin điều đó không? Thầy quan sát là thấy hình như như thế. Giữa con chó với mình nó có nhân duyên, hoặc như là nhà thầy nuôi chó thì chưa thấy con nào cắn người hết, nhưng mà cụ cố thầy cũng bắt con chó nào về cụ nuôi là đều cắn người. Mà mỗi lần nó cắn người, thầy hồi bé mà hay cầm roi ra thầy quật nó, nhưng mà nó thấy thầy quật nó là nó nhe răng nó đòi cắn lại. Mà mình quật nó nhảy lên nó táp lại cái roi của mình. Chứ không phải con chó nào cũng trung thành đâu. Nhưng mình phải nói như thế này, con chó là một trong những con vật trung thành nhất, con vật nuôi á, không thể so với con người được. Vật nuôi hết, nó là con vật nuôi trung thành nhất. Theo nghiên cứu thì người ta bảo rằng chó được con người thuần hóa khoảng 10 vạn năm, hơn 10 vạn năm về trước là chó đã được con người thuần hóa rồi, biến nó thành vật nuôi. Mình nói rằng là con người không ai trung thành không đúng. Ngày xưa vua nhà Trần trong lần đánh quân Mông Nguyên lần thứ 3, khi quân Mông Nguyên đuổi gấp quá, vua tôi nhà Trần di tản không kịp. Cuối cùng Trần Hưng Đạo mới bày ra cái mưu là gì? Sai Trần Bình Rộng mặc áo long bào ngồi trên thuyền của vua Trần Nhân Tông, thả neo ở bờ sông, ngồi đó chờ đánh lạc hướng cho quân Mông Cổ, cứ ngỡ là thuyền vua ở đó mà đuổi theo, thì vua tôi nhà Trần mới có thời gian mà chạy trốn. Cuối cùng bắt được Trần Bình Rộng là ông. Một câu nói nổi tiếng đó là gọi là ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương nước Bắc, chấp nhận chết. Như thế con người có trung thành không ạ? Khi trung thành thì con người có người này người kia, chó cũng có chó này chó kia, nhưng phải chó nào trung thành hết. Lê Lai cũng thế, là người chết thay cho Lê Lợi. Ở Trung Quốc ngày xưa một cái ngôi mà hy sinh nổi tiếng đó là Kỷ Tín hy sinh cứu Lưu Bang. Khi Hạng Vũ vây Quan Trung và Hán Lưu Bang không có đường chạy, và Kỷ Tín là người chấp nhận. Ông Kỷ Tín có cái hình dáng ông giống Lưu Bang, và ông ngồi xe Lưu Bang mặc áo long bào và đánh lạc hướng để cho Lưu Bang, tức là Hán Cao Tổ, chạy thoát. Như vậy con người con chó con nào trung thành hơn?
người trung thành hơn, nhưng mà con người cũng có người trung thành, có người không. Không phải ai cũng trung thành. Nhưng xung quanh người nào mà có đông người trung thành, người đó sẽ như thế nào? Người đó sẽ làm những việc lớn. Vua nhà Trần lập nên những chiến công hiển hách là do đâu? Xung quanh vua toàn là người trung, toàn là người trung thành. Nên Lợi mà thoát chết với cái trận vây của nhà Minh nhờ lòng trung thành. Và Hán Cao Tổ sau Tần Thủy Hoàng có thể nó là cái người mà thống nhất Trung Quốc, làm một vương quốc cường thịnh, nhờ đâu? Nhờ có những người trung thành. Nhưng mà có thể nói là nếu nói về lòng trung thành thì mình phải học ở chó một tí. Con chó và con người là có cùng loài với nhau không ạ? Khác loài, nhưng có nhiều sự hy sinh, có thể nói là cảm động. Vào thời Tam Quốc thì một vua quan thái thú họ Lý, ông nuôi một con chó đặt tên là Hắc Phong, nó màu đen, đặt tên Hắc Phong. Ông rất là quý. Hôm đó ngày Tết như thế này, ông đi dự tiệc về và uống quá nhiều rượu. Đi về nửa đường ông có chui vào trong cái đám cỏ, ông nằm ngủ. Hôm đó trẻ con nó đốt pháo, nó đốt rác sao thì nó cháy. Nó cháy thì ông nằm trong một cái đám cỏ khô và có nguy cơ sẽ cháy. Và lúc đó ông say xỉn be bét, không biết mình đang nằm ở đâu nữa mà. Và con chó đó nó chạy ra cái ao gần đấy, nó cứ trầm mình xuống dưới ao, người chó nó ướt xong nó chạy lên, nó lăn lên người chủ đó. Nó chạy ra, nó chạy vào để giữ cho người ông ướt liên tục, lửa không cháy. Và nó dùng lấy cái thân của nó cứ chạy xuống ao rồi nó chạy lên bờ và nó vẫy nước xung quanh chủ nhân để cho lửa không cháy. Và suốt cả mấy giờ đồng hồ nó làm như vậy, và cuối cùng nó kiệt sức, nó nằm lên người chủ nó mà nó chết. Nhưng mà nhờ như thế cái vùng cỏ đó nó bị ẩm ướt, mà ông quan họ Lý thì ông Lý Khắc Thuần, thì nhớ tên ông là Lý Khắc Thuần, ông Lý Khắc Thuần đã thoát chết. Và khi chết thì phát hiện ra là con chó là người cứu mình. Ông mới chôn nó và đặt một cái văn bia trước mộ, nó đặt là Nghĩa Cẩu, tức là con chó chết vì nghĩa. Con chó, có những đền thờ Trung Quốc ngày xưa, có những đền thờ người ta thờ con chó để tôn vinh cái sự trung thành. Và ở bên Nhật vẫn có một cái tượng chó bằng đồng, vẫn còn. Mà bây giờ ta dựng thành phim đó, gọi là cái bộ phim mà Hachi A Dog Look Time, là bộ phim nói về cuộc đời một con chó tên là Hachi. Con chó Hachi này nó vô tình nó đi lạc trên sân ga và được một ông giáo sư âm nhạc người Mỹ, ông nhặt được nó để nuôi nó. Nhưng nuôi nó vừa lớn lên khoảng được một đôi năm thì ông bị bệnh tim, ông chết. Khi ông chết thì mang con chó về cho con gái nuôi, nhưng mà nó cứ vượt rào, nó chạy về nhà. Đúng 5 giờ chiều nó chạy ra ngay cái bụng sân ga đó, nó chờ đúng 5 giờ chiều cứ năm. Và nó ngồi ở đó đúng 10 năm nó chờ. Mà thời đó báo chí người ta được đăng tải là con chó trung thành, đến nỗi tạp chí người ta mới tạo ra cái quỹ và người ta gửi vào ngân hàng. Thì cái người mà bán xúc xích nóng ở tại đấy có trách nhiệm là lấy cái tiền đó ra và mỗi bữa đi mua thức ăn cho con chó này. Và nó sống 10 năm rồi. Sau đó nó chết, nó ngồi tại nằm tại cái bụng mà nó từng chờ chỗ đó. Cái điều lạ lùng đó là mình với nó thì khác loài, nhưng mà một sự trung thành. Có những con chó nó trung thành một sự tuyệt đối. Và người Nhật người ta đến bây giờ tại sân ga người ta vẫn dựng cái tượng con chó để tôn vinh sự trung thành, tôn vinh sự trung thành. Những cái dân tộc nào đó một quý sự trung thành, dân tộc đó sẽ hùng mạnh. Nếu ai đi làm cho công ty của người Nhật mà mình làm đôi ba năm mình chạy hết công ty này qua chỗ nọ, người Nhật người ta không quý những người nhân viên đó. Cho nên nếu ai ở tại Nhật Bản mà có thể ở từ 7 năm trở lên, người ta sẽ cấp cho mình cái thẻ là thẻ vĩnh trú. Vĩnh trú là dùng cái thẻ xanh của các nước khác.
người ta, đó là người người ta bảo là cái người gắn bó người ta từ 7 năm trở lên đi qua thăng trầm, đó là người ta tin tưởng người ta trung thành. Tài năng thì chưa biết nhưng mà đó là người trung thành. Có thể nói rằng là sự, cái sự trung thành là sự rất cần thiết trong giao tế giữa con người, giữa con người với nhau. Bạn bè có cần trung thành không ạ? Có không? Giữa sếp với nhân viên có cần trung thành không? Vợ chồng có cần trung thành không ạ? Nhắc đến câu chuyện này buồn cười nữa. Ông kia hồi đó ông dối vợ gạt bạn bè nhiều quá thì ông chết. Ông và người mãi người ta mới đặt cho ông một cái tên, gọi là tên ông là đặt tên là láo, tức là người không bao giờ sống thật. Ông sẽ chết, người ta bảo là hùng chết để da, người ta chết để tiếng, hổ nó chết để lại da, người chết để tiếng. Mà cái biệt danh của mình ta đặt cho là ông là láo rồi thì sợ mai sau này người ta gọi mình cái tên khó nghe. Ông mới dặn con cái rằng là sau khi bố chết các con phải để trên văn bia như thế này là nơi đây là nơi yên nghỉ của một người đàn ông trung thành với vợ. Con cái nghe như thế thì cũng để, không biết ông có trung thành hay không, chứ nghĩa tử nghĩa tận mà. Thì không biết trải qua thời gian là bao lâu, hôm nọ đến ngày Tết Thanh Minh và có một cái người ta đi tảo mộ, có người đàn ông ta đứng trước cái bia mộ thấy lạ quá. Đến nơi đây là nơi an nghỉ của người đàn ông trung thành với vợ. Ông này ông thốt một câu, ông nói trên đời này chẳng có thằng đàn ông nào trung thành với vợ hết. Cái thằng mà nói câu này là thằng láo nữa rồi. Ông mới tức qua ông lấy sơn ông viết một cái chữ láo thật là to lên văn bia. Cuối cùng là tránh trời không khỏi nắng. Có thể nói là sự trung thành là sự là một điều mà ai cũng khao khát hết. Mình luôn luôn mong muốn người khác, mọi người trung thành với mình. Nhưng mà mình xem lại thử mình sống mình có chân thật trung thành với nhau hay không, đó là cái điều quan trọng. Trong mỗi con người mình luôn luôn có hạt giống gì, giống gì phải dối mà hạt giống phụ ơn. Để ý đi, ngồi niệm Phật, ngồi tư duy nhìn sâu trong nội tâm của mình có hạt giống bội ơn hay không. Ví dụ như bố mình, mẹ mình, những người có ơn rất lớn với mình, mỗi khi mà mắng mình, quở mình, rầy mình có bực bội không ạ? Có nhiều đứa con bực bội nó bỏ nhà nó đi, muốn đi biệt tích đâu, không muốn nhìn thấy bố mẹ nữa, thì đó là gì? Đó có phải là hạt giống bội ơn không? Khi có một điều gì đó bức xúc và mình muốn gạt phát hết tất cả, bỏ hết tất cả đi, thì đó là hạt giống bội ơn của mình. Mà may mắn là mỗi chúng ta nhờ có lương tri, nhờ có đạo đức, nhờ có sáng suốt, cho nên mình không làm, có suy nghĩ nhưng mà không làm. Trong thẩm sâu mỗi con người đều có hạt giống bội bạc, có hạt giống phản bội nó hết. May mắn đó nhờ mình đi học Phật pháp hóa giải, hoặc là mình có một chút sinh trưởng trong gia đình có lương tri, không làm theo những cái sự xúi dục đó. Ở con chó nó có sự trung thành, nhưng mà ở con chó nó có sự phản bội không? Có không? Đặc biệt là chó gì? Chó dại. Chó dại là nó không bất kể là ai hết. Chúng tôi luôn luôn nhớ cái chuyện mà giữa sư ông với con và thầy. Con chó ngày xưa, cái thời mà con người mình á, bản thân thầy trong xã xa lạ gì, người mình á, áo quần con người mặc á đây là rệnh rệt. Các con có ai bị không? Thầy ngày xưa, thời của thầy ở trong chùa, xà phòng giặt đồ ít lắm, hầu như ở trong cái đơn của ai á, ít nhất phải có 1-3 con rệp nó đi phiêu lưu ở trong đấy. Thì nó ít nhất đó nha. Rận và rệp. Rệp thì luôn luôn có, rận thì thỉnh thoảng. Còn cháy thì không có rồi, đâu có tóc đâu mà có.
Người thì vậy, và con hồi đó thầy nhớ là ở trong viện nuôi con chó, con chó đực nó rất là béo tốt, nhưng mà năm đó tự nhiên nó bị cái bệnh mà bây giờ gọi là bệnh viêm da đó, mình gọi là bệnh Smau. Và cái bệnh hồi đó không có thuốc, thời đó người còn có thuốc uống, chó làm gì có thuốc mà chích bây giờ, tiêm như bây giờ đâu. Thì nghe người ta bảo rằng là lấy dầu nhờn đó này, mà sau khi sử dụng rồi đó, tức là xe gắn máy mà chạy dầu nhờn, sau khi xả ra lấy cái dầu nhờn đó quét lên da nó làm sẽ hết. Không, cái đó cũng hay, nó hết thật đó. Nhưng mà có điều là nó cũng độc hại, nó dễ gây ung thư da cho chó. Vì sao? Trong dầu nhờn nó nhiều chì, nó rất là nhiều chì. Nhưng mà hôm đó sư phụ thầy bảo hai ba chú tiểu giữ cái đầu con chó, cụ lấy cái cọ mà quét sơn đó, lấy dầu nhờn vết lên cho nó. Vết dầu nhờn lên thì nó rát, nó đau, nó đau mà mấy chú tiểu thì giữ đâu có được, bé mà giữ đâu có nổi đâu, nó vùng vẫy mà nó quay ngược lại, nó táp cho cụ một phát, cắn cụ ba bốn cái dấu răng trên tay. Cụ bực quá, cụ bảo là con chó này vô ơn, mình chữa bệnh cho nó mà nó đi cắn ngược lại mình. Mà thầy nhớ mãi cái đề tài con chó vô ơn đó. Cụ kể đi kể lại cũng cả tháng rồi, hồi bé không hiểu lý do tại sao cụ cứ nhắc mãi con chó vô ơn. Nhưng mà sau này lớn lên ở gần cụ, cụ mới nói, cụ nói mình không khéo á, mà mình vô minh á, cái tôi của mình lớn quá đó, mình cũng giống như vậy. À, khi mọi người ngồi tụng kinh, mình không tụng kinh, mình lấy máy ra, mình bấm điện thoại, mình gọi, mình nhắn tin, hoặc mình chơi game, có người nhắc mình thì sao? Bảo rằng là đến giờ tụng kinh, dẹp cái máy đi. Mình quay sang, mình nhìn người đó, cặp mắt có dễ chịu không? Không dễ chịu tí nào. Có đôi khi mình làm sai sót điều gì đó, có người nhắc mình cảm ơn người ta không? Không, mình sĩ diện, mình sĩ diện bưng bít. À, có nhiều người phát tâm ăn chay trường. Hồi ở miền Tây có một ông, khi ông phát tâm ăn chay trường, ông ăn chay trường mà ông ăn, dùng cái từ là ăn khổ hạnh. Mà nhiều người không hiểu về vấn đề ăn chay, thấy ai ăn càng kham khổ bao nhiêu á thì nghĩ người đó là gì? À, người tu chắc đắc đạo rồi. Cho nên ông thấy người ta khen ông bao nhiêu thì ông càng kham khổ bấy nhiêu. Mà kham khổ quá thì cơ thể của mình không chịu nổi, nó không chịu nổi. Bữa nọ ông qua nhà hàng xóm đang nướng một con cá quả thơm quá, và ông không biết thèm hay sao chả biết, mà ông bóc là ông ăn. Ông ăn xong thì mọi người quá, ôi, một người được cả làng phong như là thánh sống, từ hôm nay cầm con cá quả nướng ăn thì mọi người trốn mắt ra nhìn ông. Ông về cái bắt đầu từ đó ông bảo mọi người trong làng đến, ôi sao qua bác lại qua nhà bác phá giới rồi hay sao mà bác lại ăn cá quả. Ông nói chứ hôm qua chắc tại ma nó nhập, ma nó nhập. Có nhiều người thường là thế, lâu lâu đi làm việc bậy bạ mà sợ người ta nói không biết sao bảo mình ma nhập, đúng không? Tại có người thì đổ thừa tại ma là ma cõi âm, có người đổ là ma là gì? Ma rượu. Cho nên mỗi khi đi định đi làm bậy việc gì là uống vài cốc rượu vào, có gì ngày mai đổ thừa tại rượu say quá, có chỗ để mà đổ thừa. Ông có bảo là ma nhập vào. Cho nên nhiều người mới lạ, mới đi hỏi mãi đi hỏi đến các thầy, hỏi rằng là có cái vị đó tu mà gần đắc đạo rồi, nghe Phật tử kể nghe, tu gần đắc đạo rồi mà tự nhiên bị ma nhập vào, cứ thỉnh thoảng lâu lâu lại cứ đi ăn mặn. Quý vị có tin không? Không tin được. Thì quý thầy mới đến hỏi. Hôm đó mình nghe xác minh lạ, cái người tu cao lắm mà sắp đắc đạo rồi mà tại sao ma nó lại quấy, đến hỏi ông. Nhưng mà đến nhìn ông là biết ông là cái người chạy theo cái danh. Chạy theo cái danh là gì? Người ta khen mình được cái danh và cứ thế cố gắng làm. Làm không phải vì từ bi mà ăn chay, không phải vì ăn chay để trợ duyên cho mình tu nhân tiến bộ, mà ăn chay để chạy theo cái danh người ta khen. Chạy theo. Mà đến lúc nào đó cơ thể của mình như một chiếc xe,
Một chiếc xe, ví dụ như là xe dầu thì phải đổ dầu vào, xe xăng thì phải đổ xăng vào, và đổ xăng gì, đổ dầu gì nữa. Và xe dầu nó phải có hệ thống dầu làm mát như thế nào, phải có hệ thống làm mát như thế nào, đổ đúng nhiên liệu nó mới chạy được. Cơ thể mình cũng vậy, một ngày mình cần bao nhiêu calo, những vitamin cần thiết cho cơ thể mình như thế nào để sống khỏe, để cung cấp cho nó. Còn đằng này chạy theo cái danh cho nên là không có màng đấy. Và đến khi cơ thể mình nó kiệt quệ, nó cần dưỡng chất thì tự nhiên sinh ra gì? Sinh ra thèm thuồng. Và thèm thuồng không kìm nổi. Nên đến nhìn ông là biết, mình nhìn thần thái biết cái người này tu vì danh. Cho nên có nhiều người tu vì danh là đang tự giết chết mình, đang tự hại mình. Có nhiều người bình thường không lễ Phật, bình thường không tụng kinh, có đông người thấy, có đông người đến xem mình tụng kinh, cái mình đem mỏ đem chuông ra mình tụng kinh. Tụng kinh để làm gì? Để khoe là mình tu cao. Có nhiều người chẳng bao giờ lễ Phật, thấy có đông người đến xem mình đàn lễ. Cho nên có nhiều người mà đi ngoài đường mà lễ mà nhất bộ nhất bái, ai thì thích chứ thầy, thầy không có mê kiểu đấy. Muốn lễ Phật sám hối, tại sao không đóng cửa chùa lại, đóng cửa thất, đúng không ạ? Tại sao phải ra đường đi lễ làm gì? Đúng thế không? Tại sao mà không lễ? Còn bảo rằng là mục tiêu lễ Phật để làm gì? Theo quý Phật tử lễ Phật để làm gì? Sám hối à? Con lễ mãi rồi, con mắng người ta chán chê rồi, con hối hận, con đi lễ Phật chán chê, mai con đi mắng người ta nữa thì có sám hối được gì không? Lễ Phật như thế thì không dính dáng gì hết. Nghiệp là nghiệp mà lễ Phật đầu tiên là phải tiêu trừ tâm kiêu ngạo. Đúng không? Lâu nay lễ Phật có thấy tiêu trừ tâm kiêu ngạo không? Tâm ngã mạn có tiêu không? Mình bảo là tôi không bao giờ cúi đầu trước ai, nhưng bây giờ phải cúi đầu trước Phật, cúi đầu chạm đất năm vóc sát đất. Lý do tại sao phải lễ Phật năm vóc phải sát đất? Những người học giáo lý còn nhớ không? Tụng kinh Bát Nhã là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn như hay không? Lễ Phật phải quán, phải buông bỏ được ngũ uẩn rơi xuống đất không để chứ? Để thấy là cái tôi luôn. Quán chiếu ngũ uẩn như hay không thì cái tôi mình nó mới tiêu. Cho nên lễ Phật năm vóc sát đất là một để cho mình quán niệm rằng là năm uẩn là sắc thụ tưởng hành thức của thân mình, nó không là gì hết. Quy lễ là quy mạng lễ, là con đem thân mạng về, con đánh lễ bằng cả thân mạng, chứ không phải lại rồi để đếm cho nó nhiều lại đâu. Không phải lại để cho người ta nhìn thấy mình đâu. Lễ phải bỏ được tâm kiêu mạng, bỏ được mới có phúc đức, còn nếu không có phúc đức đâu. Cho nên khi đến ông này nhìn cái thần thái ông là quý thầy nhận định ngay này, ông này tu vì danh. Người này tu vì danh. Cho nên mới hỏi ông. Hỏi ông rằng là nói thật với ông thì ông nói cho chúng tôi nghe rằng là có đúng thật là ông bị ma phá hay không? Câu trả lời của ông là gì quý vị biết không? Ông chỉ ngồi bệt xuống đất, ông khóc, không nói. Bấy nhiêu đấy là mình hiểu rồi. Nếu tiến lên nữa đó thì không chịu nổi, tại mình tự ép sát mình quá nhiều. Nhưng mà lùi lại là gì? Bỏ mất hào quang người ta đang tôn sùng. Nên mới vẽ ra cái chuyện ma nhập. Cho nên tu mà cầu danh rất là nguy hiểm. Tu rất là nguy hiểm. Khi mình sơ sót, mình lầm đường lạc lối, có ai nhắc cho mình, mình nên làm như thế nào? Có cảm ơn không? Bữa nào cả đạo tràng đang tụng kinh, cả đạo tràng đang niệm Phật, cả chùa đang niệm Phật, cả đạo tràng đang niệm Phật, tự nhiên mình ngồi mình nói chuyện, mình nói chuyện quá to tiếng, không trang nghiêm trong đạo tràng, có người nhắc đến mình như thế nào? Có cảm ơn không? Như thầy chưa thấy ai cảm ơn. Thật cuộc đời thầy chưa thấy ai mà đang nói chuyện vào chùa nói chuyện to tiếng quá mà bản thân thầy đi nhắc cũng chưa thấy ai cảm ơn thầy, thì đừng nói các con. Mà đa phần đó là hầu như là mình cảm giác là tại vì thầy là thầy, thầy nhắc là người ta phải nghe, ta mô Phật ta nghe, nhưng mà nhìn không vui thế này. Nhưng nếu nhờ các đệ tử mà đi nhắc nhở thì thế nào các đệ tử cũng bị mắng một trận.
Đúng thế không? Mình sai lầm, mình lầm lạc mà người ta nhắc cho mình, mà mình quay lại mình mắng người khác, như thế mình cái giống con chó vô ơn không? Giống không? Giống không ạ? À? Giống lắm. Không khéo mình trở thành kẻ vô ơn. Là giống như cái chuyện con chó bị bệnh, bị bệnh ngoài da, người ta xức thuốc cho nó mà nó đau quá, nó cay cú nó quay lại nó cắn, mình cũng thấy. Có đôi khi mình bị lầm lạc, ai đó đến góp ý khuyên mình sửa đổi. Có đôi khi có người thì khéo léo, nói rất là khéo léo, nhưng có người nói giống như tạt nước vào mặt. Mình sốc quá, mình không chịu nổi, mình quay ngược lại gì? Quay ngược làm nhe răng ra. Cuộc đời mình đa phần chúng ta dễ bị rơi vào con đường vô ơn đó. Dễ lắm. Ngày xưa ở trong thiền viện á, mà ngồi thiền ngủ gật, khi ngồi thiền ngủ gật thì sẽ bị gì? Sẽ bị cái gì? À, sẽ bị ăn thiền trượng. Mà cái thiền trượng đánh, mà khi bị thiền trượng đánh, mình phải, cái người bị đánh quy tắc là phải như thế nào? Chắp tay cúi đầu cảm ơn. Các con biết tại sao phải chắp tay cúi đầu cảm ơn không? Tại vì có rất nhiều người chống trái lại với cái người dám thiền, cho nên phải bắt buộc phải như thế, đặt ra quy tắc. Ngày xưa không hề có chuyện đấy, nhưng mà sau này có nhiều người bị đánh đau quá, nổi sân. Nổi sân, có người nổi sân là nguyên cái thời ngồi thiền đó sẽ như thế nào? À, hết thanh tịnh, toàn là phiền não không? Đó là người im lặng không nói gì. Nhưng mà có người không im lặng thì đứng lên, cãi tay đôi lại với người dám thiền. Do đó trong thiền viện nó đặt ra quy tắc, ai một khi đã bị thiền trượng đánh để nhắc nhở, phải chắp tay cúi đầu cảm ơn. Ai không chắp tay cúi đầu cảm ơn, ngày mai phải đắp y đi sám hối. Nhưng mà vẽ ra cái nghi thức đó, tức là gì? Đã có rất nhiều người chống đối. Cho nên ngày xưa sư ông các con đem cái câu chuyện một con chó vô ơn đó mà cụ nói đi, cụ nói lại, cụ thầy nhớ, cụ nói cả tháng rồi. Nói để cho ngấm, nói để cho ngấm. Cho nên có những vấn đề, có đôi khi các con chán thầy vẫn nói, các con không thích nghe thầy vẫn phải nói đi, nói lại, nói để làm gì? À, nhớ, nhớ chưa đủ phải ngấm rồi. Có nhiều người bảo trong chùa cứ chú đại bi tụng mãi, cứ maha bát nhã ba la mật đa tụng mãi, cứ nam mô a di đà phật tụng mãi, không tụng cái gì mới, tụng cái gì đấy mãi. Các con nghe có hợp lý không? Nghe có hợp lý không ạ? Lý do tại sao không hợp lý? À, chưa ngấm. Tụng mãi mà chưa vỡ cái đầu đấy. Đạo Phật là như vậy đó. Nhưng mà mình á, phải là một thanh gỗ hay là một lá rau hay là một cái quả gì mình bỏ vào trong nồi canh mình nấu một lúc thì sao? Vớt ra nếm nó ngấm. Nhưng mà khổ nổi mình là cái thìa nằm trong cái nồi canh thì sao? Có ngấm được không? Cái thìa, cái muôi nằm trong cái nồi canh bao nhiêu năm, có ngấm không ạ? Không ngấm, chỉ có dính một tí thôi. Ngậm, cho vào mồm mút một tí là hết. Các con không khéo trở thành cái thìa nằm trong nồi canh ấy. Thầy sợ như thế. Ngồi có thầy ở đây thì dính được tí xíu nào đó, thầy bước ra khỏi cửa mút một cái là nó bay hết trả cho thầy. Đấy là cái điều mà đáng lo. Do đó mà phải có những bài kinh tụng cả đời, tụng mãi mà thấy mình làm chưa được một sợi tơ. Chưa được một sợi tơ. Cho nên giáo lý nhà Phật là mưa dầm thấm đất. Cái cây cổ thụ nó mọc gần bờ sông, cái dừa nó mọc gần bờ sông, nó không có chết. Và thậm chí mưa lũ lụt ngập cả lụt, cây dừa nó có chết không ạ? Không chết, nhưng mà cỏ nó sẽ chết. Đúng không? Ngập nước lâu cỏ nó sẽ chết. Những cây nhỏ nước ngập nó sẽ chết. Như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật đã nói, cho nên là pháp mà để nhỏ giọt cho các con, không thể bưng cả một thùng hay cả một vài ô ạt mà đổ xuống được như một cơn mưa được. Nếu cỏ hay lúa đó mà mưa ồ ạt xuống thì nó sẽ chết ngay. Nhưng mà những cây cổ thụ, những cây dừa to đó
thì mưa xuống càng mưa càng nhiều nó càng tốt. Mình là cây nhỏ cho nên phải mưa từ từ, hấp thu từ từ, mưa dầm ngấm đất. Do đó là mình phải tụng đi, tụng lại, tụng tới, tụng lui, niệm có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mãi đó mà có ngấm được không? Thầy thấy chẳng ngấm gì, tới giờ niệm Phật toàn chẳng ai lo niệm Phật, tụng kinh toàn xem tivi không? Mê xem cái tivi nhiều hơn là nhìn lên Phật. Nhưng cuộc đời chúng ta là chúng sinh ở kiếp này, quên là một điều dĩ nhiên rồi, nhưng mà người ta nhắc phải hàm ơn. Một điều nữa mà khi nhắc đến con chó là người ta luôn luôn nhắc đến là gì? Quý vị biết không? Các con biết một điều ở con chó mà khi nhắc đến ai cũng nói là gì? Và Đức Phật luôn luôn nhắc trong kinh về con chó đó là gì? Con chó nghiệp gì nặng nhất? Nghiệp gì? Nghiệp khổ à? Không. Con chó nghiệp nặng nhất là nghiệp tham lam. Đúng thế không ạ? Đúng không? Hầu như, và hầu như là những người đọa vào kiếp làm chó, thứ nhất một là láo toét, dùng là quá láo toét, hổ láo đấy. Một là hổ láo mà hai là tham lam đọa chó. Và hầu như thầy thấy các con chó hầu vào nhà nó, có những con chó nó thấy khách đến nhà là nó phải sủa. Lý do tại sao? Nó sợ người ta lấy mất của, nó sợ người ta giành ăn với nó. Nhiều thứ lắm. Tổ gia xá ngày xưa khi tổ gia xá đi tìm thấy tổ tăng già nan đề, đi tìm thì đang khi đến nhà tổ tăng già nan đề thì bố tổ tăng già nan đề mới nói như thế này: nếu như hòa thượng giải đáp cho tôi được việc này, tôi sẽ cho con tôi đi xuất gia theo ngài. Tổ gia xá hỏi là cái ông hãy cứ hỏi. Ông bảo rằng tại làm sao nhà tôi có nuôi một con chó mà nó không nằm trong nhà, yêu quý nó lắm luôn, nhưng mà mưa hay nắng nó đều nằm ở mái hiên, mà có những lúc tuyết hay mưa tạt vào không chạy đi đâu hết, nó chỉ nằm mà lấy roi lấy gậy đánh nó không về. Mong rằng tổ nói được, tôi sẽ cho con trai tôi đi xuất gia. Vì tổ gia xá nhận thấy rằng là cái người con của ông này là một người bậc pháp khí, đi xuất gia sẽ mang lợi lạc cho chúng sinh. Thì tổ mới nói rằng là con chó này tiền kiếp nó là cha của ông. Khi đó ông đi buôn bán xa, cha ông có đem 30 nén vàng chôn ở cái chỗ đấy, nhưng mà chết thì ông chưa về kịp, chưa trăng trối cho ông được, vì tiết của nên đọa làm con chó, nó luôn luôn nằm ở chỗ đó nó giữ. Ông không tin, ông đào lên thử xem. Ông cho người đào lên, đúng có 30 nén vàng. Nhưng mà vừa đào lên, mở cái hũ ra lấy 30 nén vàng, con chó nó nhìn thấy, nó ngã lăn ra nó chết. Do đó con chó nó chết. Lòng tham được thỏa mãn, vì tham và đọa lạc. Khi lòng tham thỏa mãn, kết thúc kiếp con chó. Và vào thời Đức Phật có kể trong kinh, trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật có kể về cái giai thoại về Đức Phật độ, Đức Phật hóa độ chó. Tức là có ông bà La Môn, ông nuôi một con chó, mà con chó này nó dữ khủng khiếp, ai bước đến nhà là nó lao ra. Hầu như đi vào thì được, mà đi ra đừng bao giờ cầm một vật gì, để cầm là nó lao ra nó cắn. Mà con chó mà nó giữ của như thế thì chủ nào mà chả yêu. Quý lắm. Nhà mình nếu nuôi con chó như thế, mình biết là nó với mình có cơ duyên, và con chó này là nghiệp tham nó hơi bị nặng đấy. Nhưng ông bà La Môn này thì ông quý lắm, con chó giữ của mà. Hôm nọ Đức Phật đến khất thực, nó thấy Đức Phật hình tướng lạ mà đến, nó mới lao ra, nó nhe răng, nó không đòi cắn nữa. Đức Phật mới chỉ vào nó nói rằng là ngươi nghiệp tham lam nhiều đời, keo bẩn bụi xỉn tham lam, đã đọa làm chó rồi mà chưa thức tỉnh hay sao?
Tự nhiên con chó nó tiêu nghĩa, nó cụp tay xuống, nó chạy vào trong, nó nằm. Và từ đó trở đi ai đến nhà nó không sủa nữa. Ông bà La Môn thì tự nhiên thấy con chó nó đang giữ của, nó đang giữ của cho nhà mình, thế tự nhiên hôm nay nó ủ rũ nó nằm. Ông về ông hỏi vợ ông là nguyên nhân tại sao con chó nó cảm giác như nó bị ốm như thế. Thì các bà vợ ở nhà nói rằng là có một đạo sĩ, ông đạo sĩ Cồ Đàm. Cồ Đàm là họ của Đức Phật. Người Bà La Môn ngày xưa nó gọi một cách không cung kính, gọi là đạo sĩ Cồ Đàm. Đức Phật này họ Cồ Đàm, Gotama. Ông đạo sĩ Cồ Đàm ông đến, không biết ông nói gì với nó. Từ đó đến giờ nó không còn hung dữ nữa. Ông mới đến, ông đến ông mắng Đức Phật, ông bắt đền Đức Phật là làm hỏng mất con chó của ông. Bắt đền Đức Phật có bảo rằng là con chó đó là mẹ của ông. Ông không tin về, ông nói nó, ông bảo con chó rằng hãy đưa tôi đến chỗ mà chôn vàng. Chỉ nói nó như thế nó sẽ dắt ngươi đi. Ngươi đào lên thì sẽ có một hũ vàng, mẹ ngươi chôn ở đấy và chưa trăng trối được, nên chưa siêu thoát. Ông Bà La Môn lên về và ông đến bên con chó, ông nói rằng là hãy đưa tôi đến chỗ chôn vàng ở chỗ nào. Con chó chạy ra ở một cái góc vườn, nó lấy chân nó đào bới. Ông cho người đào thật là sâu xuống thì phát hiện ra đó có đúng con hũ vàng. Và cũng đúng như vậy, vừa đem hũ vàng lên thì con chó ngã ra chết. Thì hầu như đọa làm chó là gì? Tham lam. Điều tham lam ấy. Ai đang có cái gì kết ở đâu nhớ cẩn thận. Đó là nó thật đấy. Con chó một là tham lam, hai là hỗn láo, ba nó là ích kỷ. Và quý vị thấy này, hầu như con chó nào cũng thế. Con chó nó cực kỳ ích kỷ. Nhà mình nuôi cũng vài ba con chó đó, mà mình đến mình chăm sóc con này mà không chăm sóc con kia. Có nhiều con nó ganh tị, nó lao qua nó cắn chết nhau đó. Bình thường nó rất là thân thiện với nhau, nhưng mình qua nựng nịu chăm sóc con này mà không kịp chăm sóc con kia là nó lao qua nó cắn. Cắn chí tử và cắn chết luôn. Thầy chứng kiến có những lúc nó cắn chết đó, không cam ra cắn chết. Ích kỷ cực kỳ. Cho nên là có những người mà chơi với bạn bè mà chơi xấu á, bạn thường nói gì? Chơi như thế thì chơi với ai? Tức là người ích kỷ quá. Chỉ là người ích kỷ, quá ích kỷ. Thì con chó có một điều, có một điều mà khi nhìn vào nó dễ thấy nhất, đó là tham lam ích kỷ. Tham lam ích kỷ. Hỗn láo hay không đừng cho nhìn thấy, nhưng mà nhìn vào thấy nó là tham lam ích kỷ. Nó luôn luôn sợ mất cái gì của nó. Có đôi khi nó đi giữ của mà không phải của nó, của chủ nó, nhưng mà nó hăng hái lắm. Cho nên rằng là hễ tham lam càng nhiều, ích kỷ càng nhiều, không cẩn thận là mang lông đội sừng, làm cái con bốn chân này rất là mệt lắm, phiền toái. Đức Phật nói rằng là đừng cẩn thận, đừng để mất thân nhiều. Cẩn thận đừng để mất thân người. Một phen mất thân người bao lâu mới được lại? Mất thân người thì bao lâu được lại? Bao lâu? Không biết đến bao giờ. Hôm nay chúng ta được làm thân người, có mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ hết, có khả năng gặp được Phật Pháp, gặp thầy hiền bạn tốt để tu tập, thì có thể nói đây là một cái duyên may mắn. Gặp sớm hay gặp muộn không cần biết, nhưng mà đó là duyên may mắn. Đó là cái duyên may mắn. Hãy trân trọng cái duyên này, tận dụng cái duyên này để tiến bộ. Bỏ rơi mất nhân duyên này đi, khó mà được lại. Tuy rằng là con vật nó có những thứ nó, tuy có những con vật mà nó có những, ngay ở những đơn giản như con chó, nó cũng có những cái tính đẹp mà con người có đôi khi không có. Nhưng mà con người mình có những con người mang thân người, nhưng mà tánh tình thì như thế nào? Nó tốt hơn, tốt hơn con chó không? Có đôi khi không bằng. Thì người đó tuy chưa đọa vào súc sinh, thân là thân người nhưng mà tâm là gì? À,
tâm súc sinh như mình với tâm chó thì nghe khó nghe quá. Mà mang thân người mà tâm là tâm súc sinh thì chắc chắn người nó bỏ thân người sẽ đi đâu? Sẽ làm súc sinh. Thật sự có những loài súc sinh nó có những cái, có những đức tính mà mình phải nói là rất là quý, rất là quý. Nó trung thành, nó và có đôi khi nó nhận được, nó cảm thông với chủ nhân của nó, kể cả niềm vui nỗi buồn nó cảm nhận được. Nhưng mà có những con người luôn luôn vô ơn, bao giờ cũng vô ơn. Và có đôi khi có những người luôn luôn thọ ơn người khác, thọ rất là nhiều nhưng mà không bao giờ nhận ra. Đơn giản có thể nói là một cái ơn mà gần gũi mà to lớn nhất là ơn của cha và mẹ của mình. Nhưng mà thường là gì? Mình nhận ra được ơn cha mẹ to lớn là khi nào? Khi nào? Khi mình không có chết đâu, cũng không có nỗi tệ như vậy đâu. Mà đa phần là gì? Khi mình có con. Khi mình có con thì mình nhận ra được là ơn cha mẹ mình to lớn. Nhưng mà khi mình hiểu được đồng nghĩa là gì? Lúc đó mình có lo cho bố mẹ được không ạ? Hết rồi. Lúc mình có con là mình lo cho con mình rồi. Hầu như người ta nhận ra được cái công ơn gì đó to lớn là muộn màng. Như vậy để sống mà biết ơn, để mà có lòng trung thành dễ hay khó? Khó lắm. Đòi hỏi phải có tuệ giác. Không có tuệ giác không nhận ra được đâu. Mình đừng nghĩ là con người mình sáng suốt, cái gì mình cũng biết. Đơn giản ơn và nghĩa thôi. Mình biết không hết. Mà một tập tính đó là con người mình có cái thói quen đó là hay quên. Hay quên. Ở con chó có một cái điều mình phải học hỏi, đó là sự trung thành. Sự trung thành và nhiệt tình. Con chó nó không học một cái nghệ thuật giao tiếp nữa hết, nhưng mà ai cũng thương nó hết. Lý do tại sao? Tại sao? Nó lúc nào nó gần gũi. Dẫu là mình mới vừa đánh nó một trận đòn, nó thấy mình đi về như thế nào, nó lao đến, nó xà vào lòng mình rất là nhiệt tình. Đó là nghệ thuật giao tiếp á. Mình muốn mọi người quý mình phải học cái đấy của nó đó. Nó chưa học qua một trường tâm lý nào hết, nhưng mà có thể nói là có những con chó không ai ghét nó được. Nhà bác Tâm bên Canada, em bác Tâm á, có nuôi con chó mà thầy bảo là con chó nó có nghệ thuật giao tiếp hơi bị tốt. À, khách đến nhà đó thì cái bàn luôn luôn có cái ghế đầu bàn, đó là những cái người mà đóng vị trí quan trọng ngồi cái ghế đấy. Nhưng mà ai mà ngồi cái ghế đó, nó nhảy vào lòng nó là nằm, nó nệm ngay. Mà ngày mai á, thầy qua, ví dụ như thầy qua thì chơi cả tháng mình đấy, thì nó cũng thân thiện nhưng mà nó không thân lắm. Nhưng mà nó thấy thầy xếp đồ vào vali mà ngày mai chuẩn bị đi về là nó quấn. Đi đâu nó cũng quấn theo mình. Đó là một nghệ thuật đấy chứ. Con người phải học. Và không ai ghét nó được hết. Không ai đến nhà mà có thể ghét nó được hết. Lúc nào nó cũng xà vào lòng, nó rất là niềm nở, rất là nhiệt tình. Ai đến đạo tràng Hải Giác mà ai cũng nhiệt tình giống như vậy, bảo đảm không, đạo tràng Hải Giác đến ai cũng quý hết. Cho nên người ta bảo rằng là con chó nó không hề học một trường tâm lý nào hết, nhưng mà khó ai ghét được nó. Khách thầy thì học con chó, nhưng mà sáng lần ai đến cũng sáng lần. Mình không nói là sáng lần, ở đây mình nói là niềm nở với người khác. Ý thầy nói đây là niềm nở với người khác, vui vẻ niềm nở. Có cái anh kia anh mê ăn thịt chó, mê khủng khiếp luôn á. Mà anh đi nước ngoài lâu anh về là, thì năm đó tự nhiên anh chuẩn bị, anh khi anh đi nước ngoài thì mẹ anh xin về nuôi một con chó, nó còn bé con nhỏ xíu à, nó mới có vài tháng thôi, nó mới có vài tháng. Rồi sau đó anh lại đi, anh đi 2 năm sau nó về, mà con chó có đặc thù là nhớ hơi chủ. Mới vừa bước đến sân nó lao ra, nó quấn quýt, nó mừng mà nó rên, nó tru tréo lên. Anh thấy tự nhiên lúc đó động lòng trắc ẩn. Anh bảo là gì? Mình về mà bà con cháu mình ra nó mừng mình là gì? Mình có quà có tiền cho nó mới đến nó thăm. Con chó chả cho vậy nó. Mà khi mà nó vừa sinh ra mình chỉ gần gũi nó có vài ngày, và về nó mừng hơn cả người thân mình. Anh cảm động và anh thề nó sẽ không bao giờ ăn thịt chó nữa.
Có nhiều người nói rằng là có nhiều người là ngụy biện cho cái thói quen mà hay ăn thịt chó của mình nói thế nào. Con chó là tượng trưng cho lòng trung thành, cho nên con thiếu lòng trung thành phải ráng bồi bổ thịt chó vào để tăng trưởng lòng trung thành. Nhưng mà có thể nói rằng là ở các nước Âu Mỹ đa phần người ta theo đạo Tin Lành và Thiên Chúa, nhưng mà người ta có ăn thịt chó không ạ? Không bao giờ ăn. Nhưng tại sao những người Tin Lành Thiên Chúa giáo ở Việt Nam lại luôn luôn ăn thịt chó? Tại sao các con biết không? Đây là một kế hoạch thật đó. Một việc rất đơn giản, một kế hoạch của anh chàng Pháp, anh đã lên kế hoạch ngay cái việc ăn thịt chó. Khi trước khi Pháp xâm lược Việt Nam thì ở Việt Nam có 3 tôn giáo thôi: Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. Nhưng mà 3 tôn giáo đó có ai tán thành cái việc ăn thịt chó không? Không. Thịt chó là điều tối kỵ đối với ông đạo Lão, ông luyện bùa chú là tối kỵ rồi. Nhưng mà đạo Nho người ta cũng là yêu vật, chủ trương người ta cũng là yêu vật phóng sinh. Đạo Phật thì căn tư tưởng, cho nên gần như là một con chó là con vật nó quá gần gũi, không ai động chạm đến, gần như ít. Và kẻ nào ăn thịt chó người ta xem là gì? Phường đó là phường ăn chơi, phường đó là phường ăn chơi trác táng, không kể vào đó là phàm phu tục tử, bà gì ăn đấy, ngay cả con vật có nghĩa như thế vẫn ăn. Cho nên ngày xưa đó, trong văn hóa Việt Nam mà người nào dùng đến thịt chó người ta xem đó là cái người, người ta bảo một là đói quá, mới có câu là nghèo bán chó khó bán con, nghèo lắm mới bán đến chó thôi, chứ còn bình thường bán vườn, bán ruộng, bán cây, bán cối, bán hoa, bán quả gì chứ không ai nỡ bán chó. Nghèo lắm mới bán đến chó, nghèo bán chó khó bán con, tức là con chó đứng trên con người, bán chó xong rồi mới đến bán con. Tức là đó là túng quẫn lắm rồi mới đụng đến con vật đấy. Nhưng chỉ riêng khi Thiên Chúa giáo nó truyền đạo vào Hàn Quốc, Hồng Kông, Việt Nam thì tín đồ Thiên Chúa giáo Tin Lành ồ ạt ăn thịt chó. Nhưng mà không ai nhận ra đó là một chiến lược của người Pháp. Chiến lược á. Hồi đó thầy cứ ngỡ rằng là người Thiên Chúa giáo mà ta thích ăn thịt chó, hay ta khuyến khích, không hề. Khi qua Âu Mỹ, qua những nước Âu Mỹ, không hề. Người ta yêu quý động vật gấp mấy lần mình. Người ta có luật để bảo vệ động vật. Nhưng người Pháp muốn chia rẽ dân tộc. Muốn chia rẽ dân tộc để cho thù ghét lẫn nhau. Cái người theo đạo Phật, theo đạo Lão, theo đạo Nho nhìn cái ông Thiên Chúa giáo là theo ghét rồi. Ghét là sao? Ăn thịt chó vừa bạn. Và cái đấy là cái khoét sâu vào cái sự đoàn kết dân tộc của mình. Và hầu như đến cái ngày lễ Noel thì thôi, chó tha hồ ngã lăn ra chết. Hễ mà bữa nào Chúa ra đời là chó chết. Tôi có câu tôi nói như thế. Nhưng mà chúng ta đừng nhìn vào cái đó. Nhưng mà đó là một chiến lược của người Pháp. Chỉ có Hồng Kông, Hàn Quốc và Việt Nam, hầu như những khi đạo Thiên Chúa giáo Tin Lành truyền vào châu Á thì vấn đề ăn thịt chó mới được khuyến khích. Tại sao con chó cũng có tên là con cày? Tại sao thế? Con cày là một con vật ở trong rừng. Con chó nó hơi giống như đặt tên nó, nôm na gọi tên nó. Thì ngay trong cái vấn đề ăn thịt chó, thực sự ra là nó bắt đầu từ đời nhà Lý và mạnh mẽ nhất là đời nhà Trần. Tại sao đời nhà Trần là đời Phật giáo mà thịt chó là bắt đầu lại đừng bắt đầu nó lại có phong trào? Vì lý do tại sao? Vì khi chiến lược mà vườn không nhà trống đó, thì khi chạy giặc Mông Cổ hầu như cái con vật gì chạy theo chủ gần nhất rồi, không có chạy theo. Và vua quan nhà Trần khi chạy như vậy không mang lương thực, đa phần là súc vật, là lùa đi, lúa gạo là chôn, có đôi khi là thậm chí đốt nữa, để cho quân Mông Cổ nó không có lương thực nó dùng. Cho nên hầu như đến đuối khi trong quân đội mà đến cả vạn người không có lương thực, bắt buộc phải giết những con đấy mà ăn, ăn mãi thành quen. Cái văn hóa ăn thịt chó của người Hàn Quốc là do người Việt Nam mà mang qua đấy chứ. Ông Lý Hiển Vinh
nhà Lý chạy qua Hàn Quốc. Khi mà nhà Trần giết dịch nhà Lý, ông Lý Hiền Vinh cũng dắt cả gia đình dòng họ chạy qua đấy mang văn hóa. Nhưng mà khi đạo Tin Lành nó truyền qua Hàn Quốc, nó thổi bùng cái phong trào đấy lên để phân chia lại. Và trở nên hôm nay đi qua Hàn Quốc, cái món đó là khách quý người ta mới đãi, nó trở thành đặc sản của người Hàn Quốc. Món ăn đặc sản người Hàn Quốc đó là thịt chó đấy. Nhưng có thể nói là nếu ai từng nuôi và nhìn ngắm những con vật nuôi mà gần gũi và nó hấp thu nhân tính nhiều nhất, đó là con nào? Chó. Tại nó gần con người mình quá, nó gần, nó hấp thu cái nhân tính, cái tính con người trong nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Và có thể nói rằng là cái con vật mà nhận được, có thể hiểu được ngôn ngữ con người nhiều nhất cũng chính là con chó. Tuy nó không nói được, nó không nói được như con vẹt này ha, nhưng mà nó có khả năng nhận diện được, nhận diện ngôn ngữ con người nhiều nhất. Cho có thể nói rằng là con vật mang nhân tính nhiều nhất đó là con chó, vì nó ở gần con người. Đạo Phật không có chủ trương về như các đạo lão là ăn thịt chó là hôi hám, rồi luyện chú là quỷ thần không theo, không phải. Nhưng đạo Phật không ăn là vì sao? Vì lòng từ bi. Ngay những con vật con nghĩa đó mình còn ăn được thì con gì mình cũng ăn được. Thì ở nơi con chó, hạnh tu của con chó đó là hạnh trung thành. Nhưng mà ở con chó cũng có những thứ là gì? Thứ phải tránh. Tránh đó là sự tham lam, sự ích kỷ, sự vô ơn. Dùng cái từ là có một số con chó nó là gì? Nó gọi cái sự vô ơn nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ cái sự gì? Từ cái sự không có trí tuệ và quá nóng nảy. Người nào quá nóng nảy cũng rất dễ vô ơn. Có đôi khi bạn bè cha con thân thiết với nhau, nhưng mà khi nóng nảy lên phát ngôn những câu bừa bãi, thì quý vị thấy đó, cái chuyện của Sa Di Quân Đề vì có nói có một câu thôi mà đọa lòng, một câu ác khẩu đọa 500 kiếp làm chó. Thì quý vị phải cẩn thận cái gì? Cẩn thận cái khẩu nghiệp của mình. Đừng nghĩ lời nói gió bay không sao đâu. Cẩn thận đấy. Cẩn thận lời nói. Dẫu có bực bội nóng nảy đến đâu, nhớ dừng lại. Bản thân thầy chứng kiến có đôi khi có những người giữa thầy với đệ tử, chứ phải bạn bè đó. Nhưng mà có đôi khi có những người, và ngày xưa sư ông của các con cũng có những người đệ tử, khi bị thầy quở rầy quá nặng lời, mà nặng lời là xứng đáng với cái lỗi của mình, nhưng mà người kia không thấy được cái lỗi của mình, sinh ra là gì? Oán hận. Từ oán hận có những lời ác khẩu. Thầy có một ông sư huynh mà khi ông đi nói xấu sư ông con là hầu như là không còn cái chỗ nào ấy. Mà cuối cùng trước khi ông chết, các con biết ông bị bệnh gì không? Ung thư lưỡi. Mà khi ông bị ung thư lưỡi, ông không nói được, lưỡi ông lúc nào cũng lè ra, và cái khối lưỡi ông nó nứt giống như mà dùng dao mà rạch lên đó, và máu trong lưỡi nó luôn luôn chảy ra. Và trước khi mất là mồm lúc nào cũng há ra máu luôn, cái khối u trong lưỡi bắt đầu nó vỡ ra và lưỡi ông nó bong tróc lúc nào. Ông chỉ mơ ước là được sư phụ đến thăm ông lần cuối để ông nói một lời sám hối, nhưng mà không nói được, lúc đó nói không được, dùng viết để ghi thôi. Sư ông có con biết mới đến chiều hôm nay ông sám hối xong, qua sáng hôm sau thì mới mất. Cuộc đời có thầy chứng kiến đó. Mà hồi đó ông vì tức là ông cũng là một người đệ tử cũng thông minh lanh lợi của sư ông con á, sư huynh thầy, và được sư ông con yêu quý quá, thì từ đó ông bắt đầu cái tôn lên. Khi cái tôi lên và khi vượt quá ngưỡng đi, thì sư ông có con phải nhắc nhở, mà nhắc nhở nhiều lần quá chạm vào cái bản ngã của mình, sinh ra oán hận.
tức tối rồi sẽ oán hận. Oán hận rồi có những lời nói không hay. Cho nên dẫu giận ai đi nữa, dẫu bực ai đi nữa, nói cũng có chừng mực. Mình nói những lời hung hiểm, độc hại, ai là người hưởng? Mình là người hưởng. Nó thật. Thậm chí mình chửi người ta là con này con kia, người ta có chết chắc gì không ạ? Người ta bực tí không? Nhưng mình mới là ghê gớm. Mình không khéo là nếu cái người đó mà ta thanh tịnh, người ta tu càng thanh tịnh thì quả của mình càng ghê gớm. Ngày xưa có một người mẹ, bà thấy con, bà thấy cái... ai đó nhớ tắt chuông điện thoại giùm nhớ thầy. Bà thấy trong thế giới của quý sư tăng thì đều là người mô phạm hết. Bà muốn con bà trở thành một người mô phạm, bà mới mang gửi vào trong chùa để đi tu. Mà đi tu không phải để cho bớt khổ hay đi tu để giải thoát đâu, mà đi tu để học được hết những cái hay của sư tăng. Và có người con trai duy nhất, bà thấy cái môi trường nào cũng hay mà gửi vào chùa. Lâu lâu người con trai về thăm mẹ, bà hỏi cho con đã học cái gì rồi, con học giỏi hay sư tăng chưa? Nó là con học rất là giỏi, kinh rồi con thuộc hết, nhưng mà hễ nhắc đến thiền định là con luận bàn không lại quý sư trong chùa. Vì anh này anh tu dỗn mà, anh tu giả danh thôi mà, tu để học, chán là về lấy vợ mà, anh đâu có phải tu thật đâu. Cho nên thiền định của anh không sâu. Mà khi luận bàn mà bàn về chỗ thiền định đó là anh luôn luôn không bằng các huynh đệ. Thì mẹ anh hỏi chứ có cách nào mà để cho con bằng hay không? Thì anh này báo là chỉ có cách là mẹ cho con đi tu luôn đó. Mà con đâu có muốn đi tu luôn đâu, cho nên con không chăm vào trong thiền định, con không thể bằng được. Thì bà mẹ lại xúi đâu mà, và nói theo, thôi từ nay trở đi con tránh đừng bao giờ luận bàn về chỗ thiền định, cố gắng học cái sở học của các sư mà thôi. Mà hễ lúc nào mà con luận bàn về thiền định mà đuối lý, con luận bàn không lại đó, thì con cứ mắng mà chửi đi. Các ông sư trong chùa mà bị chửi là ông tu từ bi lắm, ông phải nhịn thôi, ông nhịn là con thắng rồi. Người con nghe như thế, cứ nghe như thế và cứ mắng. Lúc thì mắng nhà sư này là đầu con này, lúc mắng nhà sư kia đầu con kia. Đến thời Đức Phật, vị này đầu thai làm một con cá có 100 cái đầu. Trong kinh Hiền Ngu ai đọc đấy, con cá có 100 cái đầu. Đức Phật đang đi trên bờ sông, những người chài lưới kéo được con cá nó có 100 cái đầu. Trên thân của nó nổi lên đầu trâu, có đầu bò, đầu lợn, đú lợn. Hầu như hồi đó là mình chửi người ta, các vị sư đầu gì là hiện trên thân có đủ 100 cái đầu. Thì mọi người thấy lạ, giống như con quái vật kéo lên. Đức Phật mới đến, Đức Phật mới thầy không nhớ cái tên. Đức Phật bảo rằng là ngươi có nhớ nghiệp quả tiền kiếp của ngươi hay không? Con cá đó nó bật lên tiếng nói, nó bảo là con nhớ rồi, con xin sám hối. Quý thầy ai nấy đều ngỡ ngàng. Đức Phật mới kể câu chuyện tiền kiếp. Đó là câu chuyện là vì nghe lời mẹ mà cứ mắng người này đầu này, người kia đầu kia, bây giờ phải đọa ở trong địa ngục cả hàng mấy trăm kiếp, và bây giờ đầu thai làm súc sinh, làm con cá hung vật có 100 cái đầu đấy. Trong kinh Hiền Ngu ai lật ra đọc. Cho nên những người nào quen có cái thói quen mà nói lời mà nặng đô với người khác á, thì nên biết tiết kiệm lại. Ông bà xưa có câu là uống nước phải chừa cạn. Cái cốc nước này dẫu là các con dùng cái lọc, lọc đến đâu đi nữa, các con uống có bao giờ uống hết không ạ? Cái thói quen uống bao giờ cũng chừa là vài giọt. Cái cảm giác mình cảm giác là gì? Nước nó luôn luôn có cạn, đúng không? Uống nước phải chừa cạn thì nói cũng phải chừa lời. Dẫu cái người đó xứng đáng với cái lời mắng đấy, cũng đừng mắng đến cái lời cuối cùng đó, phải chừa lại. Ai khôn ngoan như thế giữ được phúc đức của mình. Khẩu nghiệp của mình ghê gớm lắm, nó vô hình nhé, nhưng mà đốt cháy công đức của mình là khủng khiếp. Cho nên một trong những thứ mà để đọa làm trong con chó đó là nghiệp hỗn láo, mà khẩu nghiệp của mình. Thì năm nay là đầu năm của năm Mậu Tuất, có vài cái ý pháp trong kinh cũng như tản mát đâu đó nói về đạo lý, nói về cái hạnh của con chó, mà để thầy trò chúng ta nhìn vào học hỏi sửa đổi mình tốt hơn. Thì mong muốn rằng bước sang năm, một năm mới này, mọi người phải tập một thói
những cái đức tính tốt của con chó là gì? Là sự trung thành. Nhưng mà tránh đi, đừng giống nó là tham lam, ích kỷ, hỗn láo, vô ơn. Nhớ, đừng bắt chước giống nó. Ở nó có những cái tốt phải học và những cái xấu phải tránh. Ở mỗi nơi, ở con người cũng thế, ở con vật cũng thế, phải biết mà tránh. Chừa. Có như vậy, không có gì mang lại cho ta hạnh phúc bằng cách đó là bỏ đi những điều xấu và làm những điều tốt. Khi điều tốt nó trong tâm mình mỗi ngày một nhiều, tự nhiên mình sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc ở nội tâm, hạnh phúc cả bên ngoài. Khi phúc đức của mình nó tròn, nó đầy, thì tự nhiên bao nhiêu thứ nào là vật chất, bổng lộc, mọi thứ nó cũng có đầy đủ theo hết. Còn nếu như phúc đức không có thì đồng nghĩa là mọi thứ xung quanh không có, và ngay trong nội tại của mình cũng đau khổ, và những thứ vật chất xung quanh cũng đau khổ. Thì nhân dịp đầu năm, thầy xin cầu chúc toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng một năm gặp nhiều thuận duyên trong sự nghiệp mưu sinh của mình, để nuôi sống gia đình và nuôi sống bản thân gặp nhiều thuận lợi, và bồ đề tâm kiên cố, tinh tấn, dũng mãnh để có hạnh phúc trong đời sống hiện tại và tương lai, được giải thoát giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.